Hi, chào các bạn. Hôm nay mình đi vào vườn để đi dã ngoại nha các bạn. Chứ thực sự ra bây giờ bệnh dịch corona quá trời, giờ mình phải đi chơi vô vườn của mình, chơi một mình thôi các bạn ơi. Đây là mấy cái bắp nè các bạn. Mình sẽ nướng bắp ăn ở trong vườn. Và ở đây mình cũng có cháy sẵn mỡ hành nữa nè các bạn. Rất là tuyệt vời. Thơm luôn các bạn. Thì hôm nay mình sẽ làm bắp nướng cho các bạn nha. Ok, các bạn đợi mình một tí nhé. Đứng sao luôn, được. Rồi cây bên kia luôn kìa. Hai cây đủ rồi. Đọt trái. Này có tôm. Vườn có tôm mấy bạn ơi. Để vỏ luôn. Để vỏ nướng luôn. Sâu luôn hả? Sâu luôn mấy. Hay mình xỉ ngược lại. Không, người ta kêu em cũng lấy vài cái ra. Dạ. Yeah. Để nó hồi nó. Này được ha. Ừ. Chắc xỉa đầu lên á. Hả? Ừ. Ừ, xỉa đó lên á. Ngược lại. Ừ. Chặt đi. À, lấy đầu nhỏ nè. Nhiều đây không? Chặt lấy đầu nhỏ nè. Cứng lắm ạ. Rồi, được rồi. Chặt nha. Chặt dài dài á. Để đó chặt đi, để đó chặt cho nó nha. Ừ. Đợt hổm mình đi nướng ha. Ừ. Em đi lượm dừa á. Ba hỏi chỗ khói đen nó là cái gì vậy? Em không nói. Sao nó hổm nướng cá ăn nó ra? Cái ông cũng biết á. À, cái này được hả? Ừ. Tại cái mắt nó nặng quá không vậy. Yeah. Rồi, được rồi. Xong, mình đã xỏ xong rồi nha các bạn. Cứ nhắc luôn á. Bây giờ đi nướng nha. Đây có 2 ngày nữa. Hả? Giờ còn lửa quá. Cháy ạ. Làm gì qua? Cái này là gì không?
rồi ngoại cho đó, không có xài được. Xài chắc chua lắm ha. Có bịch kích thích nữa nè. Em đi đâu phải có bịch kích thích ở trong ba lô. Mình chia nước hết rồi, chậm đi mưa đây. Cái này mình sớp à? Ừ, để nó vừa lại đi. Rồi mình cầm cái cây mình xây luôn rồi. Thật quá. Bắp khét. Anh Di nói mình là lựa bắp già nữa các bạn ơi. Thường thường bắp non nướng mới ngon. Không phải ngon mà vừa vừa thôi. Vừa vừa hả? Ừ, nên lần đầu tiên mua bắp mà. Nào thêm món gì nữa nè? Xúc xích nướng anh ơi. Xúc xích nướng luôn hả? Ừ. Giờ không có xúc xích bự, giờ mình sẽ nướng phần xúc xích nhỏ nha. Đẹp, giỏi không? Mời mọi người ăn nha. Đây, đây là cái bắp nãy giờ mình nướng hai lần nha các bạn. Nướng đầu tiên là có cái vỏ, còn nướng thứ hai là gỡ vỏ ra xong nướng lại. Chứ tại vì thấy nó cũng chưa có chín lắm á mọi người. Bây giờ mình ăn nha. Tét mỡ hành lên. Hốt. Giờ mình tét mỡ hành lên nha các bạn. Nóng không? Chín không? Ừ, cứng. Ngon không? Nóng không? Hết sảy luôn ha. Ngon quá. Ngon. Ngon quá mọi người ơi. Nếp này. Ừ. Ngon mà. Ngon quá mọi người. Mời mọi người ăn nha. Ừ, khó. Mềm không? Mềm. Nên.
Thơm. Không ngọt không? Ngọt ngất không? Các bạn ơi, chắc là hai trái bắp này mình đem về cho mẹ mình ăn nha các bạn. Thật sự là mình ăn một trái, anh mình với mình á, ăn mỗi một trái mà cảm giác rất là no. Chắc là mỡ hành nhiều các bạn, không đáng ngán. Nhưng mà rất là ngon luôn. Chứ một trái bắp này mà người ta bán chắc khoảng bao nhiêu một trái không ạ? Chắc 10 ngàn á. 10 ngàn một trái á, bắp nướng á các bạn. Cho nên các bạn mua về nướng ăn nó cũng ngon lắm á. Cái là clip mình tạm dừng tại đây nha các bạn. Thì các bạn vào dịp khác mình sẽ làm clip khác cho các bạn xem. Ok, cảm ơn các bạn đã xem clip của mình. Các bạn nhớ cho mình một like, share subscribe cho mình nha. Bye.